Xin chào các bạn, lại là mình đây. Tuy mới là nửa cuối tháng 3 thôi nhưng mà thời tiết miền Bắc mấy ngày gần đây rất là khó chịu. Mới sáng ngày ra đã 33, 35 độ rồi, đến buổi trưa thậm chí còn lên 38 độ, thật sự rất là khó chịu. Đây có lẽ là báo hiệu cho một mùa hè đến sớm và thậm chí còn gay gắt hơn mọi năm. Và với vị trí là một người thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều loại nước hoa khác nhau thì mình khuyên mọi người là với cái thời tiết như thế này, chúng ta chỉ nên xịt những mùi hương nào nó thật sự mát mẻ hẳn mà thôi. Bởi vì như chúng ta đều biết, với thời tiết nắng nóng thì con người dễ dàng trở nên cáu bẳn đúng không? Và trời đã nóng rồi mà còn phải ngửi những mùi hương quá ngọt, quá gắt, quá đậm thì cái mức độ cáu bẩn của chúng ta nó còn tăng cao hơn nữa. Thì vô tình cái việc chúng ta xịt nước hoa với mục đích là để gây thiện cảm với người khác thì nó lại trở nên phản tác dụng. Nhưng mình mấy ngày gần đây thì mình sẽ chỉ dùng những mùi hương nó rất là mát mẻ, dễ chịu thôi. Thì nó giúp cho mình luôn có cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu, làm việc vô cùng hiệu quả và tự tin trong vấn đề giao tiếp với những người xung quanh. Và một trong số đó chính là Dior Cologne, chai nước hoa mình sẽ giới thiệu trong video ngày hôm nay. Và mình tin chắc rằng đây là chai nước hoa hội tụ đủ những yếu tố để trở nên được săn đón rất nhiều mỗi khi hè tới. Và bây giờ không để mất thời gian của mọi người thêm nữa, chúng ta sẽ đến ngay với nhân vật chính ngày hôm nay. Here we go. Đầu tiên, trước khi nói về phần mùi hương thì mình muốn các bạn nhìn ngắm chai nước hoa này trước cái đã, bởi vì cái thiết kế của nó quá đẹp. Và như các bạn có thể thấy ở đây thì Dior Cologne có một cái thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ đẹp. Nó xoay quanh màu trắng và phần juice bên trong nó hơi ngả màu xanh nước biển, trông là đã thấy mát mẻ rồi phải không nào? Thì đây là thiết kế mới nhất của Dior Cologne và theo một số web có ghi là phiên bản 2022. Và với mình nó cũng là phiên bản hài hòa và đẹp nhất nếu như so với hai phiên bản trước đây là 2007 và 2013. Còn về phần mùi hương thì mình có thể khẳng định là nó gần như không có sự khác biệt với phiên bản 2013, còn với phiên bản 2007 thì khác nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xịt ra để đánh giá mùi hương nhé. Cái điểm cộng đầu tiên với hầu hết những chai của Dior là cái vòi xịt rất thích các bạn ạ. Vòi xịt của Dior rất chất lượng luôn. Oh yes. Có thể nói đây là một mùi hương có một cái cấu trúc rất là đơn giản. Mùi hương của Dior Cologne nó sẽ chỉ xoay quanh 3 nốt hương chính là cam, bergamot, hoa, bưởi cùng với xạ hương. Ngay khi vừa mới xịt ra các bạn sẽ cảm thấy một cảm giác mát lạnh, khoan khoái và dễ chịu tới từ cam, bergamot. Nó tươi sáng, nó sắc, nó mọng nước và nó có một cái nét chua nhẹ. Cùng với đó là một cảm giác hơi sủi sủi, nó cho mình liên tưởng tới một cốc Sprite đá lạnh. Tuy nhiên thì rất là ít ngọt mà đi theo hướng citrus là chính. Cái phần mở đầu như thế này nó đúng nghĩa là giải nhiệt mùa hè ấy. Trời càng nóng người càng đã các bạn ạ. Cái câu này hình như mình đã từng nói khi mà mô tả mùi hương của Nautica Voyage, nhưng mà nó sẽ còn đúng và hợp hơn nếu như để nói về Dior Cologne cơ. Và một lúc sau khoảng tầm 15-20 phút thì mùi hương đã nhanh chóng dry down trên da và trở nên tuyến tính, gần như không còn biến chuyển nữa. Các bạn sẽ dễ dàng thấy rõ lúc này bên cạnh cam bergamot sẽ lên thêm cả hoa bưởi cùng với xạ hương. Hoa bưởi ở đây nó sẽ tạo cho tổ hợp hương một cảm giác ngọt nhẹ, dịu bớt cái chua tới từ cam đi, vừa chua vừa ngọt, khá là cân bằng. Tất cả nó ở trên một cái nền xạ sạch, mùi cực kỳ thích. Tổng thể thì với mình, Dior Cologne là một mùi hương mang lại cho người dùng một cảm giác dễ chịu, sảng khoái, sạch sẽ. Mùi hương của nó thì rất là đơn giản thôi, không có gì ghê gớm phức tạp cả, nhưng nó vẫn toát lên một cái nét thanh lịch, chỉn chu, tựa như một chiếc sơ mi trắng vậy. Mà sơ mi trắng mà, nó sẽ luôn là một cái vẻ đẹp vượt thời gian, không bao giờ lỗi mốt. Và nó đã toát lên đúng cái tinh thần mà Dior đã mô tả mùi hương này ở trên trang chủ của hãng. Có một điểm duy nhất mà mình không ưng ở chai nước hoa này, cũng là một cái điểm yếu cố hữu của hầu hết những mùi hương tươi mát, đặc biệt là những mùi hương lấy chủ điểm từ citrus, đó chính là khả năng bám tỏa. Với Dior Cologne thì mình có thể khẳng định luôn, đây không phải là một chai nước hoa bám tỏa tốt, mà nó chỉ ở mức độ đủ dùng thôi. Nó sẽ tỏa tốt trong khoảng 2 tiếng đầu, sau đó sẽ trở thành dạng skin scent bám trên da được khoảng thêm tầm 2 tiếng nữa. Thế nên với những ai đang cần một mùi hương bám tỏa phải thật sự tốt, phải tầm trên 8 tiếng xịt một phát là ai cũng ngửi rõ, thì chai nước hoa này có lẽ là không dành cho các bạn. Tuy nhiên thì về phần điểm yếu này các bạn có thể cải thiện bằng cách là xịt thêm ở trên áo nữa. Còn với những ai thích sự đơn giản, chỉn chu, lịch sự, nhất là những anh công sở hay là những bạn học sinh, sinh viên cần một cái gì đó nó thật là sạch sẽ, sảng khoái, dễ chịu để dùng cho những ngày hè oi ả, thì đây sẽ là một mùi hương rất đáng để có thể cân nhắc nha. Các bạn cứ thử tưởng tượng vào một cái ngày trời cực kỳ nóng, một mùi hương citrus dễ chịu tỏa ra từ một chiếc sơ mi, thì mình tin là nó sẽ lôi cuốn và dễ dàng có thiện cảm hơn rất nhiều việc mà các bạn dùng những chai hoa không hợp với thời tiết. Thế nên là mình mới nói là trời càng nóng, xịt mùi hương này càng đã. Những ngày mà các bạn cảm thấy rất là uể oải, mệt mỏi vì cái thời tiết ấy, thì đây sẽ là một cái liều thuốc giúp cho các bạn trở nên sảng khoái hơn, tự tin hơn và
làm việc hiệu quả hơn rất là nhiều. Mà chưa kể nhá, nhìn nó rất là đẹp nữa. Chỉ nhìn cái ngoại hình như thế này thôi là rất muốn mua rồi, phải không nào? Thì vừa rồi là đánh giá nhanh của mình về Dior Cologne phiên bản 2022. Thì không biết ở đây đã có anh chị em nào trải nghiệm cho nước hoa này chưa, và cảm nhận của mọi người về nó như thế nào? Hãy comment phía dưới cho mình và những người khác cùng biết với nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký bên cạnh quả chuông, bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn bây giờ thì bye bye.